Sự thấu hiểu văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững. Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số và dệt thổ cẩm là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời gắn liền với cuộc sống của họ. Tại Lâm Đồng, tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên, người Cờ Ho và người Mã chiếm 20% dân số. Là những người thợ dệt thổ cẩm lành nghề nhất của vùng đất này. Người dệt thổ cẩm Cờ Ho và Mã là những người kể chuyện tài ba. Họ dệt nên những câu chuyện về bản sắc, lịch sử, văn hóa, đời sống hàng ngày bằng những họa tiết thổ cẩm đầy sắc màu và những hình khối rất độc đáo, đa dạng. Thổ cẩm đóng vai trò quan trọng trong đời sống, trở thành di sản của đồng bào dân tộc thiểu số nhờ vào giá trị vô giá của tinh thần thủ công truyền thống, cũng là chất liệu phản ánh giá trị sâu sắc nhất của nền văn hóa các dân tộc thiểu số. Có thể nói, hoa văn thổ cẩm là yếu tố then chốt hình thành nên sắc thái riêng trong văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam. Trong bối cảnh chất liệu truyền thống vải thổ cẩm dần mất đi vị thế bởi những thách thức của quá trình toàn cầu hóa, thị trường các sản phẩm từ vải thổ cẩm bị thu hẹp và nghề dệt thổ cẩm cũng đang bị mai một dần. Bên cạnh đó, vải thổ cẩm cũng dần bị mất chất với những cách phân quá đà của công nghiệp may mặc hiện đại, tạo nên những khoảng cách giữa một di sản văn hóa lâu đời và sự thấu hiểu về văn hóa giữa các dân tộc anh em, giữa nông thôn và thành thị là điều cần được cấp bách giải quyết cho sự phát triển bền vững của đất nước. Là những người trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, chúng tôi tin rằng thế hệ trẻ là nguồn lực chủ chốt với sức lực và niềm đam mê đang cháy trong mình để gánh vác trách nhiệm bảo tồn, phát triển và quảng bá di sản văn hóa này rộng rãi đến với thế giới. Với niềm tin này, chúng tôi bắt đầu hành động với dự án Ethnic City. Ethnic City là một dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể hoa văn thổ cẩm bằng hình thức sử dụng ứng dụng Adobe Illustrator để mỹ thuật số hóa những hình chụp thực tế các hoa văn trên vải thổ cẩm, cụ thể là từ dân tộc Cờ Ho và Mã trong giai đoạn đầu của dự án. Với tầm nhìn thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa các dân tộc, rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc anh em, dự án hướng đến quảng bá nét đẹp và ý nghĩa của những hoa văn này trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và phát triển các ứng dụng của chúng trong ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại thông qua thư viện số Ethnic City. Thư viện này có thể được truy cập bởi tất cả mọi người, ở mọi lúc và mọi nơi vì mục đích giao lưu văn hóa và thiết kế sáng tạo. Chúng tôi mong muốn tạo ra một nền tảng giúp cộng đồng hiểu thêm về giá trị văn hóa hoa văn thổ cẩm của các dân tộc thiểu số, cũng như tạo ra cơ hội để người trẻ khẳng định bản sắc Việt trong các sản phẩm, thiết kế sáng tạo của mình. Và chúng tôi đã làm được.